Thưa quý vị và các bạn, trên mọi nẻo đường địa hình thì không thể thiếu được những chiếc bán tải. Xe bán tải có thể nói nó là một chiếc xe đa dụng, vẫn ngồi được 5 người mà lại vẫn chở được rất nhiều đồ. Ưu điểm của những chiếc xe bán tải, thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là chở được đồ, thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Vì phần lớn những chiếc xe bán tải đều sử dụng động cơ diesel, tức là máy dầu. Và một ưu điểm rất quan trọng nữa là xe bán tải rất dài và rất cứng, giúp chúng ta đi lại rất an toàn. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem, hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải Forerunner Winchak 3.2 số tự động, 2 cầu. Xe chạy rất ít, mới lăn bánh được 12 vạn km. Lốp mới tinh vừa thay xong. Xe sản xuất năm 2014, đã độ lên form 2016 mới. Xe được trang bị đầy đủ đồ, nội, ngoại thất, máy móc nguyên bản chưa dọn dẹp mà đã rất đẹp rồi. Nội thất da, ghế điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera lùi, cảm biến trước, sau, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control, gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương và còn rất nhiều option khác. Chúng tôi cam kết chiếc xe nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ, máy móc nguyên bản. Quý vị và các bạn có thể check ở bất cứ ở đâu mà quý vị muốn. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 545 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp vay tối đa lên đến 70% giá trị xe với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn, chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.